ngày mùng 3 và ngày mùng 4 tháng 10 năm 2019 tại thành phố Vinh. 250 đại biểu thanh niên, hội viên ưu tú đại diện cho gần 1 triệu thanh niên Nghệ An sẽ tham dự đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ 6, nhiệm kỳ 2019-2024. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2014-2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ giải pháp nhằm đổi mới công tác hội và phong trào thanh niên Nghệ An trong 5 năm tới. Đó là hai nội dung trọng tâm của đại hội lần này. Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ 6, nhiệm kỳ 2019-2024. Ngày hội lớn của tuổi trẻ Nghệ An với tinh thần bản lĩnh, tình nguyện, sáng tạo, phát triển.